Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ mình chỉ ngồi cách nhau cái cánh cửa trái tim thôi nha. Hai bạn hãy giới thiệu lớn lên, to rõ lên để cho đối phương có thể nghe được những cái thông tin của mình. Mời em trai nói trước. Em tên là Trần Cao Minh. Tên sao lạ vậy? Hình như không phải tên đăng ký trong chương trình đúng không? Tên này là nghệ danh của em, nickname của em. Trời ơi, có nghệ danh luôn hả? Ủa như nghệ sĩ vậy? Chứ còn tên thật là gì? Tên thật là Trần Hùng Anh. Ủa sao Trần Hùng Anh cũng đẹp mà tại sao phải đổi Trần Cao Minh, có ý nghĩa gì không? Hồi xa xưa là ông nội đặt cho em nhưng mà về sau này mới nhắc lại. Định đặt cái tên đó rồi cuối cùng là đặt cái tên kia. Cho nên là mình muốn kỷ niệm mình lấy cái tên ông nội đặt rồi hồi đầu định đặt đó, mém đặt đó. Mình làm cái nickname luôn. Dạ đúng rồi. Ồ, mà với cái tên đó thì có vẻ thành công hơn. Nó có vẻ vui vẻ hơn. Còn kim tên kia thì nó nghiêm nghị quá. Bạn bè trong lớp á thì gọi là Hùng Anh. Hùng Anh. Còn thí dụ mà bạn cà phê rồi táo bên ngoài ngoài đời này kia đi chơi làm ăn là kêu bằng Minh, bất động sản này kia thì Cao Minh. Rồi em nghe rồi ha, em muốn kêu anh hay là anh muốn kêu Minh gì đó là tùy mình nha. Anh có hai cái tên. Hiện tại mình đang sống ở đâu Minh? Em sống ở Bình Thạnh, quận Bình Thạnh. Năm nay em 43 tuổi. Giáo viên dạy tiếng Anh. Giáo viên dạy tiếng Anh. Có một cái nghề nữa là quản lý nhân sự, môi giới bất động sản và kinh doanh bất động sản. 43 tuổi hả? Là sinh năm 76 hả? Dạ. Trời ơi sao trẻ dữ vậy. Rồi sẽ mời bạn gái giới thiệu thông tin của mình. Em là Nguyễn Thị Minh, năm nay 38 tuổi, là giáo viên trường tiểu học 46 của Tân Phú. Ở Tân Phú, quê mình ở đâu em? Em quê ở Thanh Hóa. Em vào chắc cũng được 20 năm rồi. Ồ, 20 năm luôn rồi. Hiện tại mình đang sống với ai? Em sống với mẹ và em trai. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì rất là nghiêm túc, biết quan tâm chia sẻ. Rồi. Còn điểm yếu? Điểm yếu thì em cầu toàn, đôi khi hay làm khó mình. Với cái nữa là em nóng tính, đôi lúc thì hay cầm rầm, hay quên. À, hay cầm rầm là hay cầm ràm á hả? Cầm ràm ai? Ví dụ như nhiều việc quá là em cứ cầm ràm mình vậy đó. Còn anh, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Nhớ dài. Đúng rồi, dân kinh doanh mà, phải không? Phải nhớ dài. Nhớ dài. Nhớ dài mà có thù dai không? Có xích mích hay có những xung đột gì đó phải gặp nó cho nó rõ, làm rõ vấn đề xong rồi bỏ. Chứ không được là cứ ấm ức hoài đúng không? Ấm ức hoài mà một khi mà đã xả được, mà đã coi như là trút được á, phân rõ ai đúng ai sai rồi đó. Rồi mới bỏ. Ok, bỏ qua. Rồi. Quản lý công việc, quản lý thời gian nói chung là tốt. Điểm yếu như là hơi tự ái. Tự ái về những cái việc gì? Ví dụ ở trong công ty đi, cái cô đồng nghiệp của ngồi á, cô nói chuyện mà cũng khen chồng cổ miết luôn. Tự nhiên cái mình thấy mình nhỏ bé, mình tự ái cái mình quay qua mình chồng ta, người ta khen chứ là... lẽ giờ chồng ta, người ta khen chồng ai trời. Trời đất. Ví dụ như mà trong công ty có hai anh, ba anh mà cổ ngồi cổ khen hai anh kia không mà không khen mình. Mình tự ái còn ta ngồi người ta khen chồng ta là đúng rồi. Cơ bản đó là về vật chất. So sánh qua so sánh lại này kia là mình không thích cái kiểu đó. Ta đem mấy cái đó là ta so sánh thì mình không thích gì ta. Chứ còn mình tự ái làm gì, thí dụ mình cảm thấy mình thua thì mình cố gắng mình phấn đấu trong cái để điều kiện kinh tế mình nó tốt hơn. Còn thật ra mỗi người một hoàn cảnh chứ mắc gì đâu tự ái. Mình rước cái vô bực mình trong người mình làm gì, mình né mình hoặc là mình không chơi thôi. Rồi, còn tình trường của mình sao em? Em thì chưa có tình trường nào chính thức cả. Cái gì? Dạ. 28 tuổi chưa có tình trường nào chính thức? Dạ. Từ hồi đi học luôn tới giờ không để ý ai hết trơn hả? Có chứ, nhưng mà chỉ để ý thôi chứ chưa. Rồi cũng không ai để ý mình, không ai cua mình, không ai làm quen mình luôn hả? Dạ có chứ ạ, nhiều chứ ạ. Nhiều mà tại sao không chọn? Ít nhất phải có mối tình dắt dai cho có biết yêu với người ta chứ. Em cũng muốn lo cho cuộc sống trước. Lo cái gì thì cũng hai mấy tuổi, 30 tuổi thôi chứ 38 tuổi rồi. Mà giờ hỏi thiệt là muốn lấy chồng chưa, muốn có tình yêu chưa? Thì thân ra thì là phải muốn rồi chứ chị. Trời ơi trễ rồi đó, phí tuổi xuân quá. Lấy chồng vô trẻ hơn nữa. Còn mình sao? Tình trường 43 tuổi chắc tình trường nhiều rồi ạ. Dạ nói chung thì cũng qua mấy mối tình. Rồi cuối cùng á quen được cũng 2 năm. Đụng cái quấy có người quen giới thiệu Việt Kiều. Rồi cái đi nước ngoài luôn. Trời đất. Rồi đi có báo trước gì không? Có chia tay gì không? Hay là lẳng lặng? Lẳng lặng đi luôn. Rồi đi luôn rồi có liên lạc gì về xin lỗi xin phải hay là bà nói tin có gửi mail.
cũng xin lỗi này kia các thứ, rồi chúc may mắn, chúc anh kiếm được hạnh phúc này kia vậy thôi. Rồi hai năm nay sao không kiếm mối khác? Nói chung cũng nhiều khi cũng mất lòng tin. Trước đó thì cũng có vài mối tình lúc mà còn đi học á, mình thương người ta mà nhiều khi mình không có biết là mình thương người ta, đụng cái người ta đưa thiệp cho mình. Nữa sao ai cũng đưa thiệp chứ, là bỏ đi theo chồng hết trơn vậy? Mình tới nhà cô ấy chơi mỗi ngày mà nhiều khi mà mình không biết là mình thương. Mình phải nói người ta mới biết chứ, mình im hoài người ta đâu biết, tưởng đâu bạn bè chơi với nhau rồi có người hỏi cưới người ta ừ luôn. Ôi hai người bữa nay chán ghê luôn á, một người thì chậm nè, một người mà giờ này cũng chưa có tình trường nữa. Bây giờ cảm thấy mà ổn á, mở ra mà thấy được là mình phải tấn công ào ạt, mình phải làm liền. Lẹ lẹ cưới sớm đẻ sớm chứ còn cha già con mọn là mệt lắm, đúng không? À bây giờ chị muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Trung thực, chững chạc và biết quan tâm chia sẻ. À, về ngoại hình thì mong muốn người như thế nào? Ngoại hình thì em cũng không có đòi hỏi cao, cao hơn em là được. Mình muốn tìm một mẫu người bạn gái và một người vợ tương lai như thế nào? Thích cái tinh thần giống như là diễn viên Ngọc Lan. Còn về ngoại hình nói chung là cũng cao cũng tầm tầm của Cao Minh, hiền thục, biết cách cư xử, biết kính trọng trên dưới. Bởi vì khi cưới về thì ở nhà Cao Minh ở chung với mẹ với một chị thôi. Chị chưa lập gia đình luôn? Bà chị lớn rồi, bà chị nói là mày lấy vợ đi, mày đẻ con tao chăm cho. Nói chung căn nhà cũng nho nhỏ ấm cúng, có gia đình thì sẽ có một cái không gian riêng của mình. Cao Minh cũng có chuẩn bị một cái lô đất ở Gò Vấp á, để sau này thí dụ mình có xây và có ra riêng thì mình ở. Thí dụ muốn ra riêng, có ra riêng được không? Được chứ. Mình muốn có chịu làm dâu không? Em thì cũng dễ sống lắm. Làm dâu cũng được, làm ra riêng càng tốt đúng không? Có điều là em không có giỏi nấu ăn. Tính thì dễ chịu thôi nhưng mà nấu ăn thì không giỏi. Chủ yếu mình muốn làm là được rồi. Còn mình cái khả năng mình tới đó mình làm, còn chuyện ăn ngon ăn dở đó là trời cho mình khả năng. Thật sự ở làm dâu thì nó sướng một cái á, là vợ chồng có đi đâu có công việc gì á thì con cái rồi có ông bà có người nhà người lớn giữ giùm thì cũng đỡ. Dạ. À, nhưng mà có cái khó nhiều khi muốn gây lộn hay muốn gì đó, cái có người lớn ở nhà không có gây được, không có gây được. Đó, cổ ở trọng đó có hình không Minh? Dạ có. Ba chàng trai này đố em anh ấy là ai? Đó. Rồi trong đó có cổ trọng á, cũng dễ lắm chứ không có lạ đâu. Bởi vì trong hai tấm hình đều có cổ rồi, mình so sánh là mình đoán được liền. Nhận ra chưa? Ai? Anh nào? 43 tuổi. Em nghĩ chắc người này. Lý do tại sao là đoán người đó? Năng động. Dạ, ở đây ạ. Hay rồi, đợi đấy hai giữ đi để coi hồi mở cửa đó tìm ra có phải không? Đâu, ai? Người này. Lý do tại sao đoán người đó? Người này. Tấm này cũng có người này, tấm này cũng có người này. Rồi, mở cửa trái tim. Hay quá, hôm nay ai linh cảm cũng đúng hết trơn á trời. Kiểm tra lại coi đúng không nha. Đúng không em? Dạ, đúng. Hay quá ha. Ba chàng trai nhìn vô cái đó đúng liền. Thật ra bên đây là dễ, tại vì mình nhìn cái hình đây, nhìn qua đây nó trùng hợp với nhau nè. Bên đó khó à nha, bên đây tới 3-4 anh mà đoán được trúng là cũng là có thằng giao cách cảm lắm. Thôi, tặng quà, phải không? Tặng quà trái tim luôn. Anh có một món quà tặng anh. Em cũng có một món quà, đây là cuốn sách Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm. Em hay nghe pháp của thầy, em cũng mong rằng anh hay ghen tị cái gì đó thì anh đọc cái cuốn sách này thì anh sẽ... Anh không có ghen tị. Trong tình yêu là anh ghen thôi chứ không có ghen tị. Thì khi mà đọc cuốn sách này xong thì có thể cái tính nó sẽ giảm đi từ từ. Cảm ơn em, hiểu về trái tim, hiểu về em nhiều hơn đúng không? Hay lắm đó, rồi mời hai bạn ngồi xuống. Rồi bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút riêng tư để hai bạn trò chuyện với nhau ha. Vừa thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng Mr. Light. Rồi vài phút sau thì Tường sẽ quay lại rồi mình tiếp tục mình tìm hiểu nha. M
Mời hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng. Đây chính là món há cảo nấm tùng lộ, siêu mại nấm đông cô và bánh xếp hẹ chiên. Đây, món ăn rất là ngon của nhà hàng Mr. Lai nha. Chúc hai bạn có buổi trưa ngon miệng. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Dạ, dạ. Tự nhiên em. Mời em. Dạ, mời em. Em cũng là đi dạy luôn hả? Dạ. Em dạy ở đâu? Em dạy ở quận Tân Phú ạ. Mà em dạy môn gì? Lớp 1 là dạy tất cả các môn ạ. Các môn luôn? Dạ. Em ở với ai? Em ở với mẹ. Vậy là hai mẹ con là thuê nhà trong đây, ở trong đây luôn? Ở Tân Phú luôn? Em ở với mẹ, em trai nữa, nhà riêng. Vậy là mua căn nhà trong đây là ở trong đây luôn? Dạ. Ủa, vậy là gia đình em là chỉ có em với lại đứa em trai thôi? Dạ, còn em chị gái nữa. Dạ, chị gái em có gia đình rồi, cho nên có riêng, có gia đình, có nhà riêng. Ngoài việc giảng dạy và học ra rồi, buổi tối em làm cái gì? Em cũng hay đi dạy thêm. Dạy thêm hả? Cũng hay lắm á. Dạy tiếng Anh là trung tâm. Em có làm nghề gì thêm không? Có giải trí gì không? Dạ không ạ. Em chỉ dạy thôi. Thường cuối tuần thì em hay đi chùa. Anh hay đi chùa vào ngày rằm. Anh thường hay đi chùa nào? Chùa Phổ Quang với lại những cái chùa gần nhà anh. Em dùng. Em thích chơi thể thao không? Em ít chơi. Anh thích chơi thể thao. Anh chơi môn gì ạ? Đạp xe đạp, là chạy bộ nè, tập tạ nè, tập yoga nè, tập cardio, coi như tiêu hao năng lượng này kia đó. Ồ, tập nhiều hả? Đi làm về tập vô tập thì tâm trạng thoải mái. Chắc là em cũng sẽ cố gắng. Ít nhất thì tập sẽ tập một môn ví dụ như yoga. Em nên chơi thể thao nhiều. Tối ngày mình trâu đầu vô mình dạy này kia rồi mình lo kiếm tiền. Rồi không có thời gian mình thư giãn, mình tham gia hoạt động xã hội. Nó sẽ stress lắm. Đúng, đồng ý. Với lại phải đi nhiều mới có cơ hội gặp người này người kia. Mình đi dạy xong đi về không đi đâu hết trơn. Bởi vì 38 tuổi chưa có mối tình nào đó. Ủa vậy là đi hoạt động xã hội nhiều lắm phải không? Hoạt động xã hội, nói chung là em đi chơi. Hát hò hơi nhiều. Rồi chút xíu nữa cho hát một bài mình nghe thử coi sao. Hồi nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Có hỏi gì yêu đương gì chưa? Bây giờ thí dụ được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Lúc nào phù hợp là tiến tới lúc nào cũng được. Cần phải có thời gian tìm hiểu. Bao nhiêu lâu thì vừa đủ? Em thấy có thể là nhanh. Nhanh là khoảng 3 hoặc 6 tháng được là cưới á. Nhanh quá vậy? Rủi như là tìm hiểu chưa kỹ rồi lầm lỡ thì sao? Hát bài trái tim lầm lỡ. Rồi thôi giờ hát bài trái tim lầm lỡ trước đi. Bây giờ hát bài tặng thì mình đi liên sinh hoạt mà. Đó nãy mới nói đi tham gia mấy sinh hoạt cộng đồng xã hội nhiều. Vậy em mở cái nhạc cho nó hát cho nó không nhớ lời. Rồi, bài gì? Tình yêu tuyệt vời. Tình yêu tuyệt vời. Hợp lý trong thời điểm này. Tình yêu của em đã khiến con tim của anh xin bao xung động. Làm con tim anh băn giá, lòng anh trào dâng khát khao. Một đời anh luôn ước sao gặp được người anh ước ao. Và em là người anh đã khát khao chờ mong. Rồi, bây giờ đó hơi là được rồi. Bây giờ Tường sẽ cho hai bạn bốc thăm một vài những cái yêu cầu của chương trình ha. Mình bốc những lá thăm trong này, mình thực hiện những yêu cầu để cho mình hiểu nhau hơn, để cho mình gần gũi với nhau hơn. Rồi mời bạn trai bốc trước. Cùng nhau tạo dáng cặp đôi để chụp những post hình thật tình cảm. Được không? Được. Rồi mời em qua bên đây. Sao? Của mình là em gì? Em là cùng nhau khiêu vũ một điệu nhảy tình cảm và lãng mạn. Rồi, từng yêu cầu một sẽ được thực hiện. Rồi mời qua đây. Mình thanh niên mà, mình phải nhanh lên. Rồi em gái đứng lên luôn cưng. Trước tiên là bây giờ hai bạn tạo dáng đi, chụp hình với nhau trước đây nè. Tạo dáng trái tim nè, gì đó cho dễ thương. Mình chụp hình bên với kia nhau. Chụp đúng không? Đúng rồi, người ta chụp cho mình nè. Qua đây. Rồi trái tim đi nè, hai bên vòng tay vô đi nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Được chưa? Có hình chưa? Rồi
Dân. Rồi, được rồi, cảm ơn hai bạn. Có te, ta mới biết nhảy, ta chưa biết đi mà ổng còn nhiều, người ta te luôn nữa. Trời ơi, tôi đây còn chưa biết te nữa nè. Cảm nhận sao em gái? Cũng rất là vui đó chị. Rất là vui đúng không? Bởi vậy, mày mốt phải rủ cổ đi ra ngoài nhiều nhiều chút xíu nha. Sợ cổ có thời gian kín quá, không có thời gian mà để cho cái bản thân. Có tình yêu rồi là mình sắp xếp với nhau được hết á. Ngày hôm nay là có em trai của bạn gái đi theo nữa. Bây giờ mình sẽ mời em trai vào đây để có vài ý kiến thêm cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay của mình. Cậu ấy có nhận xét như thế nào nha. Chào chị Cánh Tường. Rồi, chào em. Rồi. Em là Phong, em trai của chị Minh. Là có hai chị em thôi đúng không? Hôm nay tới thì chỉ có hai chị em thôi. Hai chị em thôi. Em có gia đình chưa? Em có gia đình rồi. Có gia đình rồi, thấy chưa? Tại sao mà lại để cho chị gái bây giờ này vẫn chưa có ai rước? Mình phải khuyến khích chị đi ra ngoài đường đi chơi đồ nhiều chứ, chị đi làm suốt rồi làm sao có cơ hội? Đó cũng là tâm tư của cả gia đình nha chị Cát Tường. Đó. Bởi vì thực ra là chị gái của em á thì cũng hơi cầu toàn và là cái người của gia đình. Trước đây thì nhà cũng có đôi chút khó khăn và chị ý mong muốn rằng là dành nhiều thời gian cho gia đình. Rồi tới một cái lúc khi mình quay cuồng vào cái công việc á, khi mình nhìn lại á thì lại cảm thấy như là nó hơi phí cái tuổi xuân ha, đúng không? Thì lại cảm thấy như có một chút gì đó nó không có tự ti với bản thân rồi thế nào ấy kia, mà với một cái độ tuổi nào đó thì kiếm một cái đối tượng phù hợp thì nó cũng không có được thuận lợi. Nãy giờ ngồi xem cái cuộc nói chuyện của hai người thì em có một cái cảm xúc như thế nào? Em thấy thì có một cái sự đồng điệu ít nhiều giữa hai anh chị, cái sự cảm thông hoặc là hiểu nhau ở trong đó. Cũng mong muốn là cái cuộc gặp này thì cũng hai người cũng cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau, bởi vì em thấy anh Cao Minh á là một người hiểu biết và em nghĩ rằng là anh là người biết thông cảm, biết chia sẻ. Cho nên là cũng rất hy vọng được là hai anh chị cho nhau cơ hội. Trước hết là mình sẽ có một cái mối quan hệ mới. Thứ hai là khi mà mình phát sinh tình cảm thì đó là nó nâng mình một cái bậc cảm xúc khác. Cảm ơn em rất nhiều. Ngày hôm nay chị Tường cũng rất là mong là sẽ mai mối thành công cho cặp đôi này. Chúc mừng em nha. Chị sẽ cố gắng hết sức. Thật ra là ăn thua cũng là cảm xúc của hai người thôi. Dạ, mình rồi. Chỉ là những cái người đưa ra những cái cơ hội và đẩy những cái chất xúc tác vô thêm thôi. Cảm ơn chị Cát Tường. Rồi, cảm ơn em. Đó là nhận xét của phía gia đình để cho mình thêm một cái nhìn cho nó khách quan thêm nữa ha. Nhưng mà cái chính cũng là hai bạn. Nhưng thật sự thì Tường nói như thế này nè, hồi lúc mình còn trẻ đó, mình gặp ai đó mình có thể có cú sét ái tình, mình rung động nó dễ. Càng sau với lại rồi một người thì chưa bao giờ yêu, rồi một người thì nói chung là cũng thất vọng, cũng cảm thấy mất lòng tin. Thì như vậy hai bạn sẽ khó có cái sự rung động ở cái lần đầu tiên lắm. Nhưng mà mình phải nhìn một cái tổng quan. Nếu mà cảm xúc mình chưa đủ thì mình phải dùng lý trí mình quan sát xem đối phương này có phù hợp hay không. Nếu được thì chúng ta hãy cho nhau một cái cơ hội. Suy nghĩ thật là kỹ. Rồi, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại đi ạ. 1 2 3 Hết thời gian, trời ơi. Chuyện tình yêu của người ta mà tôi muốn rớt tim ra ngoài vậy. Trời ơi, sao tôi ngồi hộp. Hôm nay coi như sự khởi đầu. Biết đâu có tình yêu 2-3 tháng sau mà gặp lại một cái là mặt mày tươi hơn. Mặt đẹp gái lắm nha. Phải có hơi trai vô tươi liền. Nắm tay nhau đi anh chị. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời anh. Dễ thương quá. Anh biết cái bia mà Vinh Lộc chính tụi tôi làm mới được. Đấu tranh cũng kinh khủng mới được cái bia đó. Anh biết nói câu nào? Văn phòng chính phủ, chuyên viên anh biết nói gì không? Bây giờ mà làm có làm cái gì? Chia mỉa chứ làm gì? Câu của đau lòng vậy. Làm chia mỉa. Anh coi vậy mà nói vậy. Chào bấm lên nha. Đây rồi, anh trai anh. Ở lên rồi. Dạ, anh em mình trai. Cái mình giới thiệu cho anh thôi phải không? Dạ, anh chỉ giới thiệu rồi, giờ bắt đầu rồi, vô chương trình rồi, anh không nói chuyện ngoài nữa nha. Dạ rồi. Cứ qua cái lầu 1, lên tới tầng 2. Dạ. Cái tầng 2 này thầy thợ sinh hoạt rồi này kia rồi giao dịch. Dạ. Dạ, mời đây. Dạ, mời anh. Dạ. Đây là cái tầng 2 ha. Dạ, nha. Hình như là anh mới cho cái chuông nữa lại. Xin lỗi chú nha, anh cái chuông nó dừng anh mới mở cửa được. Nó chưa lên, thấy không? Đó, nên anh mở trước nên nó dừng lại liền.
anh mở cái nó dừng liền. Yeah. Bây giờ mở thì mới ra được, nó mới mở được cái cửa này. Đó, đó. Cái này nó khóa cửa luôn. Hồi nãy nó lóc, lóc, dạ, có chuông, mà anh tới điểm đúng, nó dừng lại. Dạ. Đó, anh thấy cái phong cảnh của cái nghiệp đoàn, những người thầy thợ xưa đó, rồi giao dịch, rồi đặt hàng, làm các cái dinh thự, rồi các cái tòa đại sứ, các cái trụ sở của cái chính quyền cũ Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cái số mà bác có khỏe không, em nghĩ rất là đặc biệt. Gặp anh thì nãy giờ chỉ có trao đổi ngắn anh thôi, nhưng mà quá trình cái dữ liệu do cái không gian này, em thấy anh là một cái người rất là yêu cái quá khứ, mà quá khứ đẹp thì mình mới yêu. Anh cho em hỏi nha, anh giữ lại hết mấy cái này như thế này, cái này là cái thùng thuốc lá hồi xưa phải không anh? Cái tủ thuốc lá xưa. Mà của gia đình bác Đỗ Miễn. Bác giữ. Tại sao mình không giữ? Người ta đã giữ cho mình rồi, mình phải giữ tiếp chứ. Còn cái salon này vào cái salon này gọi là cái salon thùng, salon thúng đó. Cũng của giao dịch của thầy thợ xưa. Mà các những người này là những người cộng sự của cha tôi đã gìn giữ được cả gần như 60-70 năm. Thì ta giao cho mình thì mình phải giữ chứ. Em thấy mình... cái này hay nè, cái bình trà này nè. Nó là trà xưa. Tuổi thọ nó anh ước tính là bao nhiêu ạ? Cái này cũng phải 60 năm. 60 năm. Cái này của là cô Giao Liên Ngọc Huệ đó. Ở cái trạm Giao Liên mà tình báo bị động Sài Gòn ở ấp Trung Viết á. Cái đó là kêu là ngã ba giật ngựa. Ngựa hồi xưa muốn giật với đang ngã ba đó giật ngựa. Nó bây giờ là ngã ba Nguyễn Thị Thành với quốc lộ 22. Chi tiết quá. Cái ly này cũng rất đặc biệt. Nó gọi ly xe chừng. Ly của Pháp hiện nay giờ không còn nữa. Mình kỳ công là phải làm ba cái khuôn đúc được cái ly này. Một khuôn thì đúc ly nó rất là mỏng, ba khuôn đúc được ly dày. Đó là 30 mấy triệu ba cái khuôn này. Trời ơi. 33 triệu một cái khuôn, mà là cái giá là coi như là giúp di tích á. Dạ, nhưng mà em giờ với không gian này, em nghĩ là cái không gian này, cái kiểu này có phải thật sự nó là cái kiểu nhà của Nam Bộ mình? Nó là nhà hoàn toàn của Nam Bộ. Nam Bộ xưa. Và nó ở cái vùng gọi là vùng Bình Dương, vùng Cát Lái xưa đó. Nói chung là miền Đông. Dạ, nó đó cái vùng đó. Ba mình là hoạt động vùng đó mà. Dạ, ngói này là kêu ngói gì anh? Cái ngói này nó gọi là ngói âm dương đó. Dạ, âm dương. Ngói âm dương. Rồi cái loại ngói có cái ngói vẫy nữa. Nhưng mà cái loại này nó cũng là loại ngói cổ. Ngói xưa. Người ta em thì em nhớ là cái này người ta gọi là ngói móc. Cái nó có cái độ móc. Móc vô thì nhưng mà rồi cái loại mình á thì mình cứ nói là âm dương là nó có cái viên đè lên đè xuống đó. Nhưng mà cái âm dương thì cái ụp ụp xuống là âm dương. Còn cái này thì cái loại nó móc vô mình cứ đây cứ mấy ổng có nói là âm dương là nó có viên trên viên dưới. Còn cái âm dương là anh nói là cái móc nó đè. Em thấy ở đây khá gì mà từ xưa. Nhưng mà không biết nãy giờ em nhìn á là cái này. Tại sao anh lại có những cái anh dùng cái từ là nguy hiểm á. Cái anh này tự làm luôn. Cái này thì một cái đơn vị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc giới thiệu. Và khi người ta đi di tích lịch sử đó cũng tự đi đó. Rồi ta khám phá được và ta nói là có một anh Hải, ảnh chuyên làm gì cái này. Gốc cũng ở Thành Đoàn. Thì ảnh mới gửi đến để cho các cái khách Tây ta người ta được đồ lưu niệm. Cái này là cái cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Nửa xanh nửa đỏ lúc hai miền chia cắt. Cái này là cờ của nước Lào đó không anh? Cờ của Campuchia. Các nước Đông Dương. Cái này cái này thì không biết cái cờ của nước nào ra. Mới gửi lên thêm nè. Nhiều chi tiết hay quá. Cái này là gì? Quyết chiến quyết thắng, những cái huy hiệu đó, những cái huy hiệu của những cái thời điểm mà giống như chiến thắng Điện Biên Phủ nè, cái nóc The Castery. Cái này là hình của ai vậy? Hình Bác Hồ Chí Minh. Bác Hồ. Hình trụ tượng đây. Có lá cờ. Cái này hình của Bác Giáp. Bác Giáp. Bác Giáp đặc biệt là mình đón hai lần. Cái này có phải là Fidel Castro? Fidel và Bác Hồ. Hay quá. Anh có những cái nhỏ trong đây nè. Em nói ví dụ như cái này là cái đặc biệt nè, cái lon Gigo. Cái này cái lon Gigo này nó đặc biệt một cái nè. Ở đây á thì nó là lon Gigo để mình đựng đũa, đựng chén. Nhưng mà ở cái di tích Đỗ Phủ á, nó đặc biệt là nó có cái kiền và nó có cái móc và có cái nắp đựng vào cái vách hầm nổi, hầm đứng sát bên nhà Trung tướng Ngô Quang Trưởng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đựng các tài liệu tiền vàng thuốc tây. Nó đang nằm ở cái nhà di tích mà Đỗ Phủ á, 113 Đặng Dung á. Là cái lon Gigo này nó lại có một cái công năng khác là nó nằm ở trong cái hầm đứng. Nó có một cái kẹp á, các người thợ ta làm cái kẹp này nè. Và nó có cái móc ở đây và cái dây cột là cột treo ở trên cao, thả xuống dưới đó.
Và cái hầm đó đặc biệt là nó là một cái ván sàn nguyên đó. Nhưng mà khi mà biết mới gỡ được cái miếng ván đó ra, mới móc được cái hộp lên. Và cái hộp này có ký hiệu. Thí dụ như ông nào thì có ký hiệu người đó. A1, A2, B1, B2. Đấy. Cái hộp Longigo đây vậy. Ở đây nó có cái đồng hồ. Và cái này em thấy nó hơi lạ nè. Cái đồng hồ mô hình điện thoại, cái này cũng các cái của cái người mà với di tích với cha mình á cũng tặng lại. Khi mình ra di tích thì người ta gửi tặng lại những cái đồ mà gia đình ta gìn giữ, hoặc là ta cũng ngụy trang đó, hợp pháp của Sài Gòn. Ngay cả cái đồng hồ này cũng vậy. Cái đồng hồ này nó mất đi cái quả. Mất đi như... tại vì gia đình nó cũng hư hỏng. Nhưng mà khi chuyển lại thì mình cứ nhận tiếp nhận đã. Rồi sau đó mình phục dựng tiếp tục, rồi mình trình bày tiếp tục. Đây. Quay không quay cái là mô hình của cái bên Mỹ đó, cái loại của Mỹ đó, mô hình gia đình, gia đình sử dụng. Thì để chi? Để mình cũng cho các bạn trẻ đến thích thú, đến được thích thú, được thấy nó lạ. Có được. Một cái em thấy anh còn giữ lại là cái này là cái chai thuốc, cái chai đựng thuốc Ký Ninh phải không anh? Nó là một cái chai xưa đó. Chai xưa đó. À, mọi người không biết, xưa đó, ba của em cũng có tham gia sản xuất cái dòng thuốc này. Ba em không phải là cái người là chuyên môn về dược. Nhưng mà ba em có cái công việc cho cái việc sản xuất thuốc Ký Ninh mà vô trong cái chai này. Cái chai của ba em hồi xưa là chai bự lắm, gấp đôi. Nó có nhiều chai lớn. Thì mới bỏ thuốc vô trong đây, rồi trút ra, mổ ổ bánh mì ra, bỏ thuốc Ký Ninh vô trong đó và vận chuyển vô trong khu. Và nếu như mà những người đó không có cái thuốc Ký Ninh này thì sốt rét. Cái sốt rét nó hoành hành, rồi cái cách để mà tiếp tế, để bảo vệ những người ở trong khu không bị sốt rét là nhờ cái Ký Ninh này. Anh còn biết mấy cái này hay quá. Rồi, bây giờ thì em với anh sẽ ngồi xuống và chúng ta sẽ đàm đạo trước ha. Mời em bên đây ha. Đây luôn ha. Mình đây. Một, hai, ba. Em nhớ những cái năm mà những cái bộ phim đầu tiên của hãng phim TFS, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái phim của đạo diễn Diên Sơn đó là phim Đất Phương Nam. Em đóng vai Út Lục Lâm nè. Cô đóng vai bà Tử Ù nè. Đó. Còn nhiều nhân vật nữa. Thì cô có cái kỷ niệm nào của cái vai bà Tử Ù trong bộ phim Đất Phương Nam không cô? Có. Bà Tử Ù trong Đất Phương Nam này cũng có. Có nhiều kỷ niệm. Em biết cái kỷ niệm mà cô nhớ nhất đó là cô là một người không bao giờ cô rời đôi dép. Ở nhà cô cũng phải mang dép. Cô đi ra đường thì dĩ nhiên là giày dép rồi, còn ở nhà cô cũng phải mang dép. Cô không bao giờ đi cái chân, cho dù nhà mình gạch bông mà cô không đi. Nhưng mà cô phải lôi ăn từ cái quán đi ra bến sông chỗ vợ chồng Tư Mắm trên cái ghe đó. Trời đất ơi, đường đá lổm chổm em thấy không? Mà cô phải đi chân không. Wow, lần đầu tiên cô đi chân không mà trên một cái nền đất đá nó lổm chổm như vậy. Em có biết là cô bước đi mà tao nói cô ráng, cô nghiến răng, cô cắn cái đau, nỗi đau á. Rồi đi tới đó để cô diễn một đoạn rất là dài, cô phải nói một đoạn khá là dài về kể tội người An. Đó. Cái đoạn đó rồi cái khiến cho người An nó bị vợ chồng Tư Mắm mà đụng đâm á. Một lần cô đi đóng phim khác, ghé một cái quán cháo cá lóc ở Long An, tất cả ngồi kêu nói chuyện rồi rôm rã vui vẻ. Cái ông chủ quán ổng đi lời kết bên cô, ổng nói nè, ở ngoài sao vui vẻ rồi nói chuyện nghe dễ thương mà sao trong phim ác quá vậy. Chút xíu nữa làng An nó bị giết chết rồi, ta nhớ thấy không? Nghĩa là nó gây cho khán giả một cái ấn tượng rất là sâu sắc trong đó, trong cái phim đó. Rồi khoan xin lỗi,
xin lỗi chú. Còn một cái nữa là cô tính nói là cái gì nữa đây? Cái đó nó rất là ấy mà tự nhiên cô nói cái chuyện này cô quên. Cô không bắt rắn là thầy ba bắt rắn là chú Hậu Kiển mất rồi, rắn cắn ổng thiệt, chở nhà thương luôn đó cô nhớ không? Con rắn hổ cắn ổng á mà đi trị kịp đó cô. Không phải là ở phim đó mà Đồng Tiền Xương Máu. Phim thầy ba bắt phim chú Hậu Kiển đóng quay coi em nhớ cái cảnh đó là tại Tiền Giang trong cái vườn sồi đổ một bao rắn ra mà cái thằng quỷ thiết kế cái con rắn nào nó cũng mai họng á mà rắn hổ nó không mai. Nó ngóc chà giá lên, nó quất chú Hậu Kiển một cái. Gần máu nổi lên xong xuôi chở đi cấp cứu đó cô, mà trị được đó cô. Cái phim đó, cái giai đoạn đó, nó, em nhớ là như vậy. Còn con cá sấu của anh Võ Tòng nữa, anh nhớ, cô nhớ không? Trời đất ơi, con cá sấu bự chà bá luôn. Mà ai mà dám để nó sống mà để cho ông Võ Tòng xuống dưới mà giật lộn. Trời ơi. Cuối cùng đâm nó chết rồi đội cá sấu lên đầu quậy quậy rồi quay đó. Ôi, hồi đó quay phim có một máy à cô ơi. Mà một phân đoạn cô nhớ phải diễn rất nhiều lần. Mình cực lắm luôn. Trời ơi, phim nó cực kinh khủng. Nhưng mà có một cái điều mà cô thấy là anh chị em người nào cũng rất vui. Dạ. Mặc dù cực. Mà không có tiền nhiều. Không có tiền nhiều. À mà vui lắm. Vui lắm. Chiếu ra cái rần. À, còn một cái điểm này. Đây, còn một cái điểm này cô thích cười lắm. Em nhớ cái đoạn mà leo từ ở trên cái cầu này nè, xuống cái thuyền mà cô bơi đó. Dạ. Cô bơi cái thuyền. Nó cứ xoay vòng, nó chìm chạy. Rồi có người núp dưới đẩy. Mà đẩy không nổi. Không được. Giờ nước nó thành ra cô cái cuối cùng cái anh Duy Sơn cũng sáng kiến à, thôi bây giờ về này cho một hậu đài nhảy xuống dưới núp đằng sau cái thì đâu núp dưới đâu có ai mà thấy mới đẩy ra cô chèo thoải mái vô cùng chèo thoải mái vô cùng và cái đường nó cứ chạy re luôn. Còn cô với em cũng nhiều kỷ niệm nhưng mà cô nói là cái kỷ niệm mà nhớ nhất trong những lần đi quay với lại Trung Dân đó là những cái trận cười không tiền khoáng hậu qua những câu chuyện thiếu lâm của Trung Dân. Rồi mà em xin cô đừng kể đây mất bản quyền cô. Hai ba cái ông camera này cũng dễ sợ lắm là nghe dữ lắm cô ơi, với âm thanh nó nghe dữ lắm. Công nhận không biết bên đâu cái bụng nó một chuyện thiếu lâm chuyện nào nghe thấy nó cười muốn chết luôn. Nói rồi tôi dạy nó mà nó học cái bài mà tôi về tôi đọc xong tôi cười quá trời quá đất. Cái bài đó là tựa là gì cô? Trời đánh ba lần. Bài của em đó xong xuôi cô dạy những lớp sau đó cô mới đưa ra cho tụi nó học. Dạ. Đưa ra cho tụi nó đọc, đứa nào cũng cười ngất hết trơn. Trời ơi, con nói này của anh Trung Dân á. Mà không, mà không biết vì sao lúc đó em nghĩ ra cái câu chuyện đó mà em dám viết xong xuôi em nộp cái bài tiếng nói sân khấu cho cô. Mà em cũng không nghĩ à, cô đọc mà cô thấy vậy, cô chửi, cô la mình rồi sao ta. Mà vô tư tỉnh bơ. Nhưng mà cuối cùng thì cô không có la. Cô vẫn cho cái bài đó là một cái bài không có hay đâu nhưng mà nó ấn tượng đối với cô. Ấn tượng, rất ấn tượng, vui chứ. Dạ. Dạ, đúng chưa? Dạ, đúng. Rồi, giờ chào kết nha cô. 1, 2, 3. Cảm ơn cô đã tham gia chương trình Bác có khỏe không? Thay mặt những người thực hiện chương trình, quý vị khán giả chúc cô mạnh giỏi. Luôn luôn nào những điều hạnh phúc cũng đến với cô. Cảm ơn em và cảm ơn chương trình đã cho cô có một buổi nói chuyện thoải mái, cười, khóc, vui vẻ, đầy tình cảm. Chứ không phải là cô coi như là một buổi nói chuyện chứ không phải phỏng vấn gì hết. Dạ. Nhưng mà cô cũng cầu chúc cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm tin vào cuộc sống. Và nhất là sức khỏe thì không gì có thể mua được. Sức khỏe là vàng. Sức khỏe
Bây giờ đối với cô nó hay là vàng bạc kim cương gì đó, mà nó là một cái gì mà nó vô giá vô cùng. Từ khi có bệnh rồi mình mới biết. Tiền chất đóng, ung thư cũng cướp mạng đi, không chữa được. Em thấy không? Nhất là đại dịch vừa rồi. Cô thí dụ một cái thí dụ thôi, một người tỷ phú bị Covid, một cái anh nằm ở dưới chân cầu, chân cầu bị Covid, đúng, hai người nằm kế nhau. Lúc đó còn đâu là tỷ phú, còn đâu mà là một anh hành khách, hành khách nữa. Rồi chết, có đem theo được gì đâu. Tự nhiên lúc đó mình thấy cuộc sống đúng là vô thường thật. Đó là cái, cô nghĩ đó là một bài học lớn cho tất cả chúng ta. Như sau cái trận Covid á, em có cảm giác mọi người sống chậm lại hả cô? Nó đúng rồi. Và sau đó cô thấy hình như là người ta nghĩ nhiều đến cái chia sẻ với nhau nhiều hơn. Cô cảm thấy điều đó. Và cô thấy đó là một cái nghĩa cử tốt đẹp nhất mà chúng ta còn có thể làm được khi còn tồn tại trên cõi đời này. Và đó là một cái mà chúng ta nên chia sẻ cho nhau để mà khi mà mình chia sẻ với ai một cái gì đó mà mình thấy rằng thí dụ như giờ một người ta sắp chết đói tới nơi rồi, người ta đâu có cần em đem một cây vàng, cây một cái núi bạc cho đâu. Người ta chỉ cần cái gì, một ổ bánh mì cứu đói người ta, lúc đó người ta không chết. Cũng là một hình thức chia sẻ với nhau. Không phải là người ta đòi hỏi chúng ta một cái gì ghê gớm lắm, mà từ những cái nhỏ nhặt nhất thì chúng ta đã cứu được một người. Mình là mong rằng tất cả chúng ta, mọi người như cô nói, sẽ được sống tử tế với nhau. Cảm ơn cô rất nhiều. Và tôi là Trung Dân, đến với chương trình Bác có khỏe không? Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thưa ái, kính chào. 1, 2, 3, cô gật đầu đây nha. 1, 2, 3. Chào cô.